Hoopa pipi! Hoopa pipi! Pipi baba boo boo! Hoopa pipi 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 pipi. Rồi nhóc bác, mày nói gì vậy? Ủa, anh biết nói tiếng Kinh luôn hả? Mắc gì không biết nói. Tao không gì tụi quay thì có khác gì đâu biết nói. Ai kêu bận đồ trang phục gì kia giống người rừng quá trời. Tưởng tại nay ngày lễ thì tao mặc cái đồ bản sắc dân tộc của tao. Nhưng ngày thường thì tao mặc đồ giống tụi bay thôi chứ có khác gì đâu.